Dạ, hello các bạn, đây là kênh Enjoy Tap của mình tiếp tục làm video mới ngang về phần Blend GP 2. Đó, phần này mình sẽ sử dụng là Blend là Starfleet nha các bạn. Đó, cái này là một cái Blend chất khới. Nó có thể bắn ra là 5 phía nha các bạn. Đó, nó bắn ra là 5 phía ngôi sao màu vàng. Đó các bạn thấy không? Rất là đẹp nha các bạn. Y như là ngôi sao trên trời nha các bạn. Ok, và để mình sẽ test con Blend Starfleet này để cho các bạn biết chức năng của nó như thế nào, đi mạnh như yếu nó ra sao nha các bạn. Đó, bây giờ mình thấy nó bắn là khá hơi mạnh nha các bạn, hơi mạnh đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiếp nó từ dòng mèn một nha, đi qua để coi nó có vượt qua nổi cái vòng này không nha các bạn. Ok, bây giờ nó đang chiến đấu rất là ngon. Các bạn thấy không, cái Flame Tháp Vật này là nó có 5 cạnh, nó sẽ bắn theo là 5 góc nha các bạn. Khi mà con Jimmy vô trúng cái đường đạn của nó đi là nó sẽ bắn nha, còn nó không nằm trong cái đường đạn nó sẽ không bắn. Đó là ưu điểm của Flame Tháp Vật này, là nó thể là bắn 5 phía và nhược điểm là vô đúng mục tiêu nó mới bắn nha các bạn. Ok, rồi mình xem chút nữa là bị cắn nha các bạn. Đó, và mình sẽ bấm nút tua qua cho nó bắn cho nhanh để các bạn xem cho nó nhanh video hơn các bạn. Đó, bạn nào thấy kênh Enjoy Tap này của mình hay hấp dẫn thì bạn đừng quên ấn subscribe, like, share, ủng hộ kênh mình nha. Xin chào các bạn nhiều, thank you very much. Ok, các bạn thấy không? Đó, ngôi sao này nó đang bắn nha, Star Vật này là gọi là sao trái khới nha các bạn. Ok, và nó bắn vô hướng đó. Đó, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần đi qua. Quá là thành công nha các bạn. Và tỷ số 1-0 về Blend Tháp Vật. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi mèn thứ hai. Đó, mèn thứ hai vòng Day Fine nha các bạn. Mình sẽ xúc mấy cái cây sinh này ra và mình thới vô là 5 Blend Tháp Vật nha các bạn. Đó, và bắt đầu nó đang chiến đấu. Bạn thấy không, nó bắn ra rất là đẹp nha, hiệu ứng rất là đẹp nha. Ok, bây giờ một con zombie này đã dính băng. Đó, dính băng để làm tốc độ đi của đối phương của zombie. Và Star Vật này là bắn liên tục. Đó, các bạn thấy không, khi nào mà nằm trong cái đường đạn của nó là nó sẽ bắn nha các bạn, còn không nằm trong đường đạn là nó sẽ không bắn. Ok, mình cảm thấy là con Slane này, là con Flint Star Vật này cũng rất là mạnh nha. Đó, con này có thể là đặt vào sau bản đồ gần như vậy để cho nó yểm trợ mấy Flint khác nha các bạn. Mục tiêu là đơn giản thôi, là Flint là tay ngắn nằm trước, tay dài nằm đằng sau. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình test nha, màn thứ hai phần Defy này liệu có vượt qua nổi không nha các bạn. Đó là một điều mình mong chờ. Trừ khi nào mà chiếc xe này nó mà đẩy tới nha, đó là thua nha các bạn. Còn Flint mà bị cắn chết thì không sao. Đó mình test bữa giờ là như vậy nha các bạn. Ok, và có thể vượt qua được cái con zombie đầu sắt này không nha các bạn. Quá hay, là vượt qua được. Còn một con nữa, về sau thì có vượt qua nổi không? Các bạn thấy con lạc đà này nó đi ra là rất là nhiều nha. Đó, quan trọng là con Starfleet này là Flint này có bắn qua được không nha các bạn. Bắn rất là nhanh nha, 5 phía. Đó, 5 phía là kết hợp với nhau, rất là ok. Nhưng mà mình biên test nó là tầm ở level 1, no sun, no mastery nha các bạn. Đó, để mình dễ test hơn. Ok, tiếp tục xả đạn nha các bạn, liệu có vượt qua nổi không đây. Dòng Defy này là rất là mạnh nha. Flint Zombie, Zombie ra rất là nhiều nha các bạn. Đó, hy vọng có thể vượt qua, mình vượt qua dòng Defy này để giành tỷ số. Đó, gần hơn rồi nha các bạn, gần cắn rồi nha. Nhất là gọi là hấp dẫn nha các bạn. Đó, bạn nào mà yêu quý kênh này do tắp ở đây của mình, đó thì bạn nhớ ấn subscribe, like, share, comment video này của mình để giúp video này của mình phát triển hơn nha. Thank you các bạn nhiều, thank you very much. Ok, và tiếp tục chiến đấu nha các bạn. Đó, rất là mạnh. Đó, hy vọng có thể vượt qua được. Nói chung là chưa hết dòng mà chưa biết nó ra sao nha các bạn, để cho nó bắn là chính xác nhất. Đó, em này cái xô thiết này rất là trâu nghe, bắn liên tục nó là nó không ảnh hưởng gì nghe các bạn. Con zombie này quá mạnh. Dán lên, cố lên, mình xin nét, bấm nút nét cho nó thu nhanh, nó bắn tốc độ cho nhanh nghe các bạn. Ok, và nó đã dụng được một cái nón xuống, liệu có vượt qua nổi không? Rồi, nói chung là ok, vẫn hoàn thành xong khúc này. Đó, nói chung là chiếc xe chưa ủi, là chưa thua. Đó, như là vậy thôi cho công bằng. Ok, và tiếp tục ngôi sao này đang bắn nghe, rất là nhanh gọn lẹ, mình bấm nút tua cho tới nhanh. Các bạn thấy không, nó có một cái bắn hình thẳng nghe, nó dồn đam rất là mạnh nghe.
Ok, thế là chúng ta đã vượt qua thành công phần dòng mèn thứ hai, phần DeFi nha các bạn. Quá là thành công nha. Và chúng ta nhận được một mớ tiền. Đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục tiếp vòng vòng thứ ba, vòng DA. Bây giờ tiếp tục mình sẽ đặt 5 cái Flame Starfleet. Rồi, tiếp tục mình sẽ bấm nút tua qua cho nó nhanh để cho zombie ra nhanh để bắn cho nó mau nhanh qua dòng nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái con cầm cây đuốc này rất là ghê nha các bạn. Mình chưa đụng nó một cái là nó sẽ đốt cháy mình liền trong nháy mắt liền nha. Ok, và lốc xoáy đang chạy ra. Đó, đang đưa zombie ra rất là ghê giận. Các bạn thấy cái con mà phù thủy không? Nó quăng một khúc xương nó sẽ biến thành một ngôi mộ nha. Và kẽn cái sát thương bắn của Starfleet này. Nhưng mà không sao, đây là ngôi sao may mắn có thể bắn vượt qua được tất cả các dòng. Đó, mình đang trông chờ điều đó thôi. Cố lên ngang Starfleet, lên Starfleet này mình thấy bắn rồi cũng khá ok đấy. Rồi, hy vọng có thể vượt qua được cái dòng này. Dòng DA này cũng khá mạnh nha các bạn. Zombie ra rất là nhiều. Đồng thời có một con gọi là zombie phù thủy nghe. Tạo ra nhiều ngôi mộ để cản sát thương của Flame Tafford này. Đó, quăng bi ra. Nhưng mà với cái tầm bắn mà lực nhiều đam dồn vô, rất là phá bi rất là nhanh nha các bạn. Không sợ gì hết. Đó, mảng sau là chiếc xe đừng ủi tới là thua nha các bạn. Xe ủi tới là thất bại. Ok, và còn một cái con đây là cái con zombie là người con Ai Cập. Nó cầm một cây ngôi sao, cái xanh này nó sẽ hút, khi mà mình được mấy cái xanh lọt xuống nó sẽ hút nghe. Đó, và nó chết nó sẽ thả ra lại, cái đó thì mình hút bao nhiêu xanh này nó sẽ nhả ra lại cho mình. Tiếp tục chiến đấu nghe, đó, chiến đấu rất là căng thẳng và rất là hấp dẫn nghe. Đó, mình chắc chắn là hy vọng cái vòng DA này là Flame Starfleet này vượt qua. Hiện tại mình tỷ số 2-0 về Flame Starfleet này. Zombie là không có chiến thắng nào nghe. Đó, mình sẽ kết 4 dòng giống như mấy cái Flame khác thôi. Ok, thế là chúng ta đã vượt qua phần DA này rất là nhanh chóng nha các bạn. Đó, rất là thú vị. Và 3-0 nghiêng về cho Flame Starfleet. Yes. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi màn cuối cùng, phần DeFi. À, Day9 nha các bạn. Day9, DeFi mình kết rồi. Day9 này liệu có vượt qua luôn là giành tỷ số là tuyệt đối là 4-0 không nghe. Đó, tiếp tục chiến đấu. Mình cảm thấy là Flame Starfleet này rất là ok. Liệu có vượt qua phải vòng DeFi này không? À, vòng Day9 này không nghe. Các bạn thấy Day9 này rất là mạnh nha. Mạnh nhất trong 4 dòng nha các bạn. Số lượng zombie ra là một đợt. Đó, kéo dài. Và kèm theo những zombie rất là trâu nghe. Như là chẳng hạn như zombie là đổi cái xô sắt. Và zombie đổi cái xô nhựa trên đầu. Đó. Mình bắn bi càng nhanh là càng lợi nha các bạn. Vì càng nhanh là mình sẽ tấn công được zombie từ xa. Là cản trở là zombie áp sát lại gần mình nha. Đó là bi, cái bi mộ này là nó là như vậy. Nó chặn lại mọi đường bắn của zombie, của xét của Flame Starfleet này. Đó, điển hình như là cái con zombie ở trên kia đội cái nón màu cam rất là trâu nha. Đội rồi cái đây là gọi là nó thuộc dạng là cái đồ mà cái mũ mà mấy trên đường mà mấy giao thông hay chặn xe lại á, nó mấy cái mũ đỏ đỏ đó nó bằng nhựa rất là trâu nhưng mà không bằng cái con xô thiết nha. Cái con có cái xô thiết trên đầu còn cứng hơn nữa. Rồi ok nha, các bạn thấy kênh này do Top Play của mình hay hấp dẫn, các bạn đừng quên ấn subscribe, like, share, ủng hộ kênh của mình nha. Thank you các bạn, thank you very much. Các bạn nhớ comment, like, share video này của mình để giúp video này của mình được phát triển và lên top nha. Thank you các bạn. Rồi, hy vọng có thể vượt qua được khúc này nha. Đó, mình rất hy vọng có thể vượt qua được cái khúc cuối cùng này. Vì khúc cuối cùng là zombie ra rất là nhiều. Đó, các bạn thấy cái con xô thiết này không? Nó ra rất là, nó rất là trâu nha. Các bạn mà để nó áp gần là thua, bắn không kịp. Ok, chúng ta tiếp tục chiến đấu nha. Đó, chiến đấu rất là ok. Đó, bây giờ bắt đầu là Flame zombie rồi, hoạt động hết công sức nha. Zombie ra, mấy dân lần mười mấy zombie. Vậy có thể bắn được ức, bắn được cản phá được cái dòng đi của zombie này không? Đó là một vấn đề mình đang giải. Thì có vượt qua lại nó không? Còn một ải nữa nha các bạn. Đó. Cố lên các bạn. Ok. Đó, bạn thấy không? Cố lên. Hạ luôn. Rồi, thế là dòng này thất bại nha các bạn. Phần DA này là thất bại hoàn toàn. Đó, và lên zombie này.